làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
trong buồn chảy. Ô bài sao hè dần bông hương nồng nồng, giờ ưu tính linh la chầu hoa lan đẹp hoa liền. Trăng anh tu và chẳng thấy thâu, hương đỏ 73 tuổi một ngày, 24 tháng 3 công 23 nhân ngày, mùng 3 tháng 2 năm Quý Mão nhân quỷ chân hồn, văn đạo giao nắng từ ngày. Nga tử đạo chạy như đế châu tâm phương chứ còn anh hiện chung. Nga tân hành đề chứ còn tiền đồng diễn tiên đúng quy lệ. Chí nam đành lệ nam mô tâm phương chung chung tâm phương phân. Chí tâm đành lệ nam mô tâm phương chung chung tâm phân. Namo A Di Đà Phật.
phụ nữ đi ra bất công đơn thì đầy tim đơn thì thầy chúc hoan sanh nghiệm cấu chẳng họ thầy giới ca trung hồ sư ba sư lân thầy văn thầy đồng hiệu cường pháo thăng chân văn diệm chẳng phản tết từ kỳ quyến trừ nội ngồi đêm đêm đầy chàng sai a cô mộng chi tên như sư kia ba nhi thành tình đồ nơi ngồi chúc nhé vô của trường hệ thánh và mô hiện tốt thánh lương bồ tát minh minh nhị sai chư lần chân minh minh tam sai cha chủ thọ tăng kẻ đuổi tô tấn đế đầu diễm trần lệ ngài kim sơn đế đại chân đề chi kiện từ bi thượng gia hộ nam mô đăng ra tam tam điều tam bồ đề cư chi nam No.
Như Lai Nam Mô Bằng Đà Như Lai Nam Mô Diệu Đà Chủ Kiền Thành Chúc Ma Hiến Cha Chúc Linh Trai Chủ Kiền Thành Lệ Ước Linh Nhảy Bảy Hát Sao E Sẽ Bông Mươi Năm Hôm Nay Gia Cư Tinh Chủ Con gái ai nghiện thị yêu a tiếp chiều phục phục quỷ hương linh cùng và chẳng thị tu hương đó 73 tuổi mất ngày mùng 3 tháng 2 năm quy mạo nhân vị chân nổ ma tiêu yêu nhớ thế giới gọi là bảo liên đài hiện dưỡng ta tôn tình Như Lai Tăng Thọ Ký Trái Chủ Kiền Thành Lê Tà Hương Linh Tự Bấy Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng. Mẹ yêu lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ lời ru mơn mát êm như sao diều giật ra nắng mưa xóm chiều cùng tiếng hát trẻ thơ thương con thao thức bao đêm trường con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết không quạng thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạn hai đau buồn phiền ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến một sương hai nắng cho bạc mai đầu
buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm tháng chiến. Thank you.
là như mây. Tất cả chứng minh duyên nay đại nước Việt Nam đánh đồng nay thành phố biên hòa khu phố bảy số nhà xa 145 có tăng chủ nguyên thầy hiếu thành tâm thuận phẩm cúng dường hồi hướng siêu tiết chánh tiếng trần lơ trần lâm trần vị thu sinh năm thân hảo thọ 73 tuổi thàng năm quý mão hoa tháng hai ngày mùng ba vội bỏ đường trần nguyện nương thuyền từ vượt biên bước về xây giác diều cháu con hiện tại phúc thọ nghiên trường pháp với âm dương tận tầng phật đạo nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương vân cái bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma tâm đâm lê tận hư không khi tâm đâm lê tận hư không biết pháp giới quá hiểu vị tâm tập phương đường chú tâm già giá Thank you.
chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm. Tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về, mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con không lớn lên giang rộng đôi vai rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi, mẹ đã có phút sâu nước mắt có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say, người con nâng bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay, trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển
Kính thưa quý cơ quan, các ban ngành,
đoàn thể ông và cô bác anh chị em. Dạ kính thưa thầy cùng quý Phật tử. Kính thưa đại diện gia đình cùng toàn thể trong tang quyến, tôi xin đại diện anh em mai táng hội tương tế chùa Trúc Thọ trước ngỏ lời thành kính khoan lưu cùng tang quyến. Sau đây tôi xin phép các ba nén hương làm lễ bịch khăn tang tiễn bà về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau hết tôi xin đại diện anh em mai táng hội tương tế chùa Trúc Thọ xin chia buồn cùng tang quyến. Thank you.
Thank you.
tụng kinh và thắp hương cho bà Trần Thị Thu là mẹ, là em, là chị, là dì và là bà của gia đình Nam Việt chúng tôi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn đến các cấp chính quyền địa phương, khu phố đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi được tổ chức lễ an táng cho bà Trần Thị Thu tại Tư Giang. Suốt mấy năm qua, bà đã phải chống chọi với cơn bạc bệnh hiểm nghèo suy xuống với nghị lực rất lớn và tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Bà vì muốn được tiếp tục ở bên con cháu và gia đình, bà đã phải liên tục chiến đấu chống lại với cơn bạc bệnh hiểm nghèo lúc nào cũng dày xéo không xét của bà trong suốt mấy năm qua. Nhưng nay bà đã phải khuất phục trước tự ái của chữ thân và bà đã ra đi vào lúc 8 giờ 52 phút ngày 24 tháng 3 năm 2023 vừa qua. Sự ra đi của bà cũng là một sự giải thoát cho thân xác đang bị bao nhiêu đau đớn dằn xéo vì bệnh tật. Dù vì thế, nhưng sự ra đi của bà vẫn là một sự mất mát đau thương rất lớn cho gia đình đang quý chúng tôi. Giờ bà những lời tụng kinh, những lời động viên đặt hỏi tại Tư Giang và nhất là buổi sáng hôm nay, quý vị đã bớt một thời gian quý báu để đến tiễn đưa linh cữu của bà về những nơi an nghỉ cuối cùng tại đài phản án này. Đây cũng là một niềm an ủi rất lớn đối với gia đình đặc quyền chúng tôi và cũng là một niềm một sự để dành cho bà được con linh bà được con mong cầu siêu quá hơn. Trong lúc còn tại thế, bà Trần Thị Thu không khỏi có những sai lỗi vướng mắc hoặc những lỗi phạt gì đến quý vị. Rất mong quý vị cũng nhiệt tình tha thứ cho bà, nghĩa tử là nghĩa tận. Trong lúc tăng gia bối rối, gia đình chúng tôi có điều chỉ sơ sót, xin quý vị nhiệt tình bỏ qua. Gia đình chúng tôi xin đồng cảm tạ cho cúi đầu cảm tạ. Trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta, mai này trông vàng.